Tài xin chào tất cả anh chị và cô chú. Ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gửi đến cho anh chị và cô chú một cái căn nhà vườn. Có ở phía sau thì có vườn cây ăn trái ha. Ở phía trước thì mình có một cái căn nhà cấp 4, một cái nhà kiểu mái Thái hồi xưa anh chị. Cũng rất là đẹp, nằm ngay trung tâm khu hành chánh mới của xã Kim Long. Và có một cái giá cũng rất là hợp lý ha. Xin mời anh chị và cô chú cố gắng xem hết cái video, hết cái sản phẩm ngày hôm nay ha. Trước tiên Tài giới thiệu về kết nối giao thông ở khu vực này. Anh chị di chuyển thẳng cái trục đường này, nếu như mà chạy thẳng thì mình sẽ ra tuyến đường quốc lộ 56 ha, tầm khoảng là 500m. Còn mình di chuyển tầm 50m thì mình sẽ ra trung tâm hành chánh mới của xã Kim Long. Di chuyển hướng ngược lại này thì anh chị chạy thẳng thì sẽ vào tới hồ Quảng Thành. Ở trước đất của mình thì có đèn đường chiếu sáng, và ở đây thì cũng có nước sạch, nước máy đó anh chị, và dây internet ha, đầy đủ hết. Từ vị trí của mình mà di chuyển ra những cái trung tâm tiện ích ở khu vực này thì chưa đầy 100m thôi là anh chị sẽ đầy đủ những cái trung tâm tiện ích như là công viên, trường học, nhà thờ, bách hóa xanh, điện máy xanh ha, thế giới di động vân vân. Về phần ranh giới của mình á thì từ ngay cái cột và chạy của bên này là được 7m. Chiều sâu của mình là được 83m ha. Hiện tại lô đất này thì cái căn nhà này thì chưa có thổ cư. Đất thì phủ hồng toàn bộ, quy hoạch là đất ở tại đô thị. Anh chị cô chú mua về thì mình có thể là mình đăng ký để lên thổ cư ha. Ở phía trước của mình thì được làm bằng cổng rào rất là kiên cố. Ở cái khoảng sân này thì anh chị có thể là sở hữu về mình đậu xe hơi. Ranh giới của mình thì đã xung quanh đã xây tường rào và làm những cái khung sắt kiên cố rồi anh chị. Cái khoảng ở phía trước này cũng có trồng những cái cây hoa, cây cảnh ha. Cái nhà của mình á thì được thiết kế là cửa bốn cánh. Đó, ở dưới thì cũng được lát gạch. Ở phía trước thì cũng có giếng khoan. Đó, bây giờ Tài sẽ di chuyển vào trong để quay trực chi tiết về cái nhà cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Nhà của mình thì tổng cái diện tích sàn thì tầm hơn 100m2 anh chị. Gồm một phòng khách nè. Rồi còn đi vào cái đường luồng này thì mình sẽ có một cái phòng ngủ đây. Đó. Một cái phòng ngủ nè anh chị. Hai cái phòng ngủ ha. Ba cái phòng ngủ. Và ở cái khoảng phía sau này thì có thể là anh chị đầu xe máy. Đó, ban đêm thì mình di chuyển xe máy vào trong ha. Đó, bên này thì cũng có một cái đường hông. Đó, điện của mình thì đi bằng điện nổi nha anh chị. Rồi di chuyển lui sau này thì đây là cái không gian nhà bếp. Đó, một cái không gian nhà bếp rất là rộng anh chị. Cũng có cửa sổ để đón cái gió cái nắng ha. Ở trên thì ở dưới thì được ốp gạch, ở trên thì tô, chưa có sơn nước anh chị ha. Sở hữu về thì anh chị có thể là sơn nước. Còn phía sau này thì phòng tắm và phòng vệ sinh ha. Phòng tắm, phòng vệ sinh thì cũng được ốp gạch. Rồi bây giờ Tài sẽ di chuyển lui sau vườn để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Ở phía sau này thì hồi trước á, cô chú này cũng có làm những cái trang trại để giống như là nuôi gà thả vườn đó anh chị. Nhưng mà thời gian này cô cũng bệnh rất là nặng rồi, thì cũng không có thời gian anh chị ha. Ở sau này thì trồng cây ăn trái như là sơ ri, dừa, xen kẽ là một số cây tiêu. Tiêu này thì mình trồng, mình có thể là mình hái vào để mình sử dụng luôn anh chị ha. Đó, chôm chôm. Rồi táo nè anh chị. Sầu riêng. Đó, mỗi cây thì mỗi ít ha. Sambuche. Từ cái vị trí đất vườn ngày hôm nay mà nếu như anh chị di chuyển đi chợ á, thì mình có thể là di chuyển về trung tâm thương mại của Kim Long. Từ vị trí của mình mà di chuyển về trung tâm thương mại Kim Long thì bán kính tầm là 2 cho đến 300m thôi anh chị, khá là gần ha.
và ra những cái trung tâm mua sắm ở khu vực này. Nếu như mà mình không có thời gian, mình có thể là mình đi những cái tạp hóa, rồi là Bách Hóa Tổng Hợp, rồi Bách Hóa Xanh thì cũng khá là gần ha. Mình di chuyển tầm vài trăm mét thôi anh chị là đầy đủ rồi. Tại vì cái căn nhà vườn của mình thì nằm ngay cái trung tâm của xã Kim Long, nên mình di chuyển ra vài trăm mét là đầy đủ những cái tiện ích tiện nghi phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của con người đó anh chị. Ở phía sau ranh giới của mình thì đã có rào lưới bóng 10 rồi ha. Anh chị sở hữu về thì chủ sẽ kêu địa chính cắm lại cuộc móc để cho xác định cái ranh giới cho rõ ràng ha. Hiện tại thì ranh giới cũng đã rõ ràng rồi, nhưng mà nếu như mà mình sở hữu về thì mình cũng cần xác định ranh giới rồi mình mới công chứng anh chị ha. Đất của mình thì bằng phẳng, nó bằng từ trên xuống dưới luôn. Bây giờ thì xin mời anh chị cùng xem sổ ha. Sổ của mình là 629m2 ha. Đó. Sổ rất là vuông vức. Hiện tại sổ này thì chú đang vay ngân hàng là 1 tỷ ha. Tài cũng nói rõ ở trong video luôn. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất. Thửa đất của mình thì quy hoạch là đất ở tại đô thị. Hiện tại á thì tài test ở trên bản đồ á thì tương lai sẽ dính một con đường. Dính con đường của mình thì mất khoảng là 300m2. Nếu như anh chị cô chú nào mà khi mà mình mua á, mình nên cân nhắc mình đi ra ngoài phòng tài nguyên môi trường để mình test cho kỹ về cái thực tế của cái căn nhà này anh chị ha. Còn đây là toàn bộ những hình ảnh ở trên Flycam để cho anh chị và cô chú quan sát được cái quang cảnh xung quanh thửa đất của mình, cũng như là những cái trung tâm tiện ích ở khu vực này ha. Từ cái vị trí của cái căn nhà vườn mà nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về xem thì mất khoảng là tầm 60 cho đến 65 km. Còn nếu như anh chị ở thành phố biển Vũng Tàu mà di chuyển về xem thì mình mất khoảng là 40 cho đến 45 km anh chị ha. Còn anh chị sở hữu về mà có nhu cầu đi biển như là biển Hồ Tràm, Hồ Cốc thì di chuyển ra tới ngoài biển đó thì tầm khoảng là 25 cho đến 28 km anh chị. Ở đây thì khu dân cư ở rất là đông và nằm ngay cái trung tâm khu đô thị mới của xã Kim Long, nên tiện ích tiện nghi thì đầy đủ. Và ở đây thì vấn đề an ninh thì cũng rất là an ninh ha. Cái nhược điểm của thửa đất của mình thì bị dính cái quy hoạch. Quy hoạch này là quy hoạch treo thôi. Mình muốn chắc chắn thì mình phải vào phòng mình test để có một cái chính xác như anh chị ha. Đất của mình á, cái nhà của mình á thì xoay mặt về hướng nam. Đó. Ở đây thì sở hữu về anh chị có con nhỏ thì mình rất là thuận tiện để cho con đi học gần trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, gần chợ, gần công viên. Nói chung là những cái tiện ích thì khá là thuận tiện rồi anh chị ha. Thì Tài cũng báo giá ở trong video để cho anh chị và cô chú cũng được nắm bắt về cái thông tin giá cả. Cái căn nhà vườn hôm nay được chủ gửi bán với giá là 2,7 tỷ. Cái giá này á thì chủ cũng rất là thiện chí bán. Nếu như anh chị cô chú nào mà thật sự có nhu cầu thì mình ra phòng mình test để mình biết cái lô đất này chính xác, rồi anh chị sở hữu về thì cái giá này chủ thì cũng bớt cho anh chị một chút lọc ha. Từ ngay cái đường chính đó, cái đường đường mới của đường này, đường C anh chị ha, đó, di chuyển vào tới cái căn nhà của mình thì khá là gần, và di chuyển thẳng cái trục đường này thì mình sẽ gặp hồ Quảng Thành, một trong những cái hồ cũng rất là đẹp ở cái khu vực huyện Châu Đức anh chị ha. Đó, vị trí đất của mình ở đây, cái căn nhà của mình đó anh chị. Xung quanh thì rất là nhiều nhà vườn, những cái căn biệt thự mái thái anh chị. Di chuyển thẳng xuống cái hồ này thì cũng có những cái view, những cái nhà mát, những cái homestay.
cũng được những anh chị ở Sài Gòn cũng chọn cái mảnh đất Kim Long này để mình làm một cái view gần hồ, để tận hưởng được cái không khí mát mẻ của cái hồ và cũng như là không khí mát mẻ ở khu vực xã Kim Long anh chị ha. Ở đây thì mảng xanh rất là nhiều nên cũng rất là thích hợp để cho mình nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng. Rồi bây giờ Tài sẽ di chuyển cái flycam đi ra hướng ngược lại, ra tuyến đường trục chính quốc lộ 56 cũng như là đi ra trung tâm thương mại Kim Long để quay cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Ở phía bên góc trái màn hình của anh chị đó là trường trung học cơ sở Kim Long, trường trung học cơ sở 2 ha, mới xây. Trường này thì cơ sở vật chất rất là đầy đủ và trường thì cũng có sân bóng mini, sân cỏ nhân tạo đó anh chị, cũng để cho những em học sinh để mình có cái thời gian thể thao luôn anh chị. Còn phía bên góc phải của màn hình của anh chị đó là trung tâm thương mại của Kim Long ha. Ở đây thì dân cư ở thì rất là đông rồi, cái khu này thì kinh doanh rất là sầm uất anh chị. Ra tới đây thì cái hình ảnh flycam nó bị nhiễu sóng, anh chị cô chú cũng thông cảm ha. Đó, phía bên góc trái màn hình của anh chị đó là công viên của Kim Long. Đó, ở khu vực này thì kinh doanh buôn bán rất là tấp nập. Từ cái vị trí đất vườn của mình mà nếu như anh chị di chuyển về quốc lộ 1A thì cũng khá là thuận tiện. Mình di chuyển thẳng một cái trục đường quốc lộ 56, mình qua khỏi huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì là mình sẽ lên tới quốc lộ 1A ha. Anh chị cũng rất là thuận tiện để mình đi Đà Lạt luôn. Đó. Rồi, bây giờ thì Tài xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái vị trí ở trên phần Google Maps. Và đồng thời Tài cũng kết thúc cái phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây luôn anh chị ha. Rồi còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps anh chị ha. Đó, di chuyển vào đây thì cũng có những cái quán cà phê, mình có thể là mình uống cà phê, mình ra mình ngắm cái view của hồ Quảng Thành. Đó, di chuyển hướng ngược lại thì mình sẽ về trường trung học cơ sở Kim Long, cơ sở 1. Đó, cái đường này thì mới làm đó, sau này nguyên khu vực này là trung tâm đô thị mới của Kim Long anh chị, trung tâm mua sắm á. Còn di chuyển qua đây thì mình ra tới trung tâm thương mại của Kim Long đó, những cái trung tâm văn hóa này, chùa này, quốc lộ 56 đó anh chị đó, Bách Hóa Xanh, nhà thờ. Di chuyển thẳng lên cái trục đường quốc lộ 56 này thì anh chị sẽ về Cẩm Mỹ nè, Đồng Nai, đi về quốc lộ 1A đó anh chị. Đó, từ thành phố anh chị có thể là đi về xuống ngay cái nút giao cao tốc của ở phía trên Long Khánh để mình về xem lô đất cũng được, hoặc là anh chị di chuyển về ngã ba Mỹ Xuân để về xem lô đất cũng được ha. Nói chung là đường xá cũng rất là thuận tiện. Rồi, video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị, cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm ngày hôm nay ha. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh. Anh chị, cô chú nào có đất chính chủ cần bán ở khu vực huyện Châu Đức và vùng ven thì liên hệ cho Tài theo số điện thoại của Tài để trên màn hình. Chúc anh chị, cô chú có một tuần làm việc thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị, cô chú ở những video tiếp theo.